Hello tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Đất Sinh Nước và Đất Sinh Nước. Mình gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các anh em đang xem video tại Facebook và YouTube. Thì các anh em có thể thấy trên màn hình điện thoại của các anh em đang xem ở đây là một loại che két nước dành cho một cái xe gọi là xe mới nhất hiện nay, và nó cũng đây là cái loại che két nước gọi là xịn nhất từ trước tới nay khi mà shop mình nhập về nha anh em. Thì nhìn qua cái cấu tạo và kết cấu ở phía bên ngoài của cái che két nước này thì anh em đã thấy được cái gọi là cái tính thẩm mỹ cao lẫn độ bền lâu ha. Thì nhìn sơ qua chúng ta đã nghĩ được như vậy rồi, thì hãy nhìn chi tiết. Thì đây là lớp lưới riêng của cái che két nước dành cho Winner X, loại mới anh em, mới về bên shop mình. SCP70 thì nó dành cho Winner X thôi, chứ nó vẫn chưa có cho Winner hay là SCP nha anh em. Và nhìn sơ vô chi tiết thì nó cũng tương tự như là chiếc Winner. Nó có hai phần bắt ốc ở phần góc dưới và ở phần 1/3 góc trên. Thì đây đây thì nó được làm theo cái kiểu đan lưới nhìn cũng khá là đẹp. Thì mặt sau thì là lưới, và những cái lỗ lưới này nó khá là nhiều lớp và hạn chế cho anh em được cái việc mà đá văng vào cái phần che két nước của chúng ta và làm hư hỏng phần che két nước ở trong đó. Và ở đây là có 4 màu mình lấy ra sẵn cho anh em cùng coi. Còn nếu như anh em thích những cái màu khác đó, thì anh em có thể liên hệ nhắn tin trực tiếp cho mình để mình ship cho anh em những cái màu đó ha. Thì ở đây là 4 cái màu mà mình thấy là nổi bật nên là mình lấy ra mình quay và mình giới thiệu đó, vàng, bạc, Titan với 7 màu. Nó cũng tương tự, nó chỉ là cái khung màu vàng, còn ở đằng sau là lớp lưới. Và đặc biệt cái thép này á, là cái thép không rỉ nha anh em, là nó sẽ không bao giờ bị sét á, là anh em có đi trời mưa trời nắng vưng vưng mây mây không bị gì luôn à, nó vẫn giữ nguyên độ bền. Và mình có nghe nói là cái màu của cái này á, thì nó là nằm nguyên chất ở trong cái thép này khi mà cắt ra rồi, nên là nó sẽ không, anh em không lo là sẽ bị bay màu nha. Có nhiều anh em xài đồ Titan á, thì nó sợ nó sẽ bị phai màu và bay màu nhanh, và khiến cho cái màu đó nó sẽ bị xấu đi á. Thì ở sản phẩm này anh em đừng có lo ha. Cái màu nãy giờ đó, trời ơi, lúc mà mình chụp hình là mình đã thấy thích nó rồi ha. Đây 7 màu nha anh em, trời nhìn nó ảo vãi. Nó có một cái đường viền ở phía ngoài màu xanh lá cây và ở đây là màu tím. Khi mà anh em đi ngoài nắng hay là anh em để xe, chúng ta rửa xe mà chúng ta, những anh em chia xe có thói quen là rửa xe xong chúng ta chụp hình đó, thì tôi đã báo anh em luôn cái chỗ này nào mà anh em flash vô hay là để ngoài nắng mà chụp á, nó bật lên chiếc xe của chúng ta nhìn rất là đẹp luôn à. Anh em nào cũng sở hữu một chiếc che két nước mẫu mới dành cho chiếc Winner của anh em thì anh em có thể ghé qua với địa chỉ 21 Lê Thị Hoa, Bình Triệu, quận Thủ Đức. Còn không thì anh em có thể đặt hàng qua các sàn thương mại điện tử cũng như là Facebook và Zalo nha.